Và năm 1958, bác sĩ Lê Kính đậu tú tài bậc nhất. Năm sau, tức là 1959, thì bác sĩ học ở trường Trung Văn An và đậu tú tài phần thứ hai. Năm 1961, bác sĩ Lê Kính vào Đại học Y khoa năm thứ nhất. Và sau một thời gian thì bác sĩ ra trường và làm ở Bệnh viện Bình Dân. Có cái thời gian là sinh viên y khoa thì bác sĩ là coi như là nội trú ở Bệnh viện Chợ Rẫy trong cái thời gian và khi gọi là sinh viên nội trú thì là và đặc biệt bác sĩ Lê Kính được học với các giáo sư nổi tiếng, giáo sư Phạm Biểu Tâm, giáo sư y khoa, giáo sư thứ nhì tức là giáo sư Ngô Gia Hy. Và ra trường lúc bây giờ là doctor Lê Đình Sánh, bây giờ gọi là bác sĩ. Và sau đấy thì bác sĩ hành nghề tại Bệnh viện Bình Dân như tôi đã nói, về sau là trưởng phòng bệnh lý, rồi giảng nhiệm viên trưởng thuộc Đại học Y khoa Sài Gòn, tiếp theo là giảng viên chính, rồi phó chủ nhiệm bộ môn chống thương chính hình tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp theo là cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Kính còn tham gia giảng dạy khoa y trường đại học tại các tỉnh Cần Thơ và Tây Nguyên, và giảng dạy chuyên khoa 1 tại các địa phương tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Phú Khánh. Đa số quý vị coi như là bác sĩ ở Phú Yên coi như là có thời gian công tác, có thời gian gọi là tham học với coi như bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Kính. Trước mặt chúng tôi là giáo sư tiến sĩ Lê Chí Dũng, người đã xin thưa là giáo sư tiến sĩ Lê Chí Dũng, người đã gọi là công tác 20 năm với coi như là bác sĩ Lê Kính để làm những cái công việc rất nhiều mà sau đây chúng tôi xin nói đến. Tư liệu này cũng là từ cái tư liệu của bác sĩ gọi là giáo sư tiến sĩ y khoa Lê Chí Dũng, bây giờ đã về hưu, gốc là người Quảng Trị, trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị, và giảng dạy chuyên khoa 1 tại các địa phương tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Phú Khánh. Bác sĩ là chủ biên tác phẩm Dạy Chương Chi Trên và Phục Hồi Chức Năng những năm 1980. Năm 1975, bác sĩ tham gia ca mổ đầu tiên, trong ấy là tách rời đôi song sinh dính nhau ở cái siêu cùng với thầy giáo bác sĩ Trần Ngọc Ninh, mà hôm nay khi bác sĩ Kính qua đời thì giáo sư bác sĩ Trần Ngọc Ninh đã gỡ cái tiền hoa từ ở bên Mỹ trở về với người học trò đầu tiên mà gọi là xuất sắc, mà cầm cù, mà tiêu phong, mà thầm lặng là bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Kính. Tiếp theo thì một cái ca mổ lịch sử nhất là tách rời cái đôi song sinh dính nhau Việt Mỹ là năm 1984 tại bệnh viện Từ Dũ. Lúc bây giờ là coi như là dư luận rất là có. Và bác sĩ lúc bây giờ đi với cái chức năng là tham gia với cái chức năng là chuyên gia chống thương chỉnh hình nhi và phục hồi chức năng cùng với bác sĩ Trần Đông A chủ trì trong cái ca mổ đấy. Bác sĩ Kính cùng xây dựng cái khoa chỉnh hình nhi tại cái bệnh viện Nhi Đồng bây giờ, đấy là cái gọi là cùng với giáo sư bác sĩ gọi là Lê Chí, xin lỗi bác sĩ Lê Chí Dũng. Tất cả những hoạt động thầm lặng tiên phong của bác sĩ Lê Kính đều được các cái bác sĩ gọi là bộ môn và các cái bác sĩ đồng môn công sinh là coi như được quý trọng. Và năm 2008, lúc này là trong
bác sĩ bấy chục tuổi theo giấy tờ. Thưa quý vị, bác sĩ là sinh năm 1936, tức là 1936, mà trên giấy tờ là 38. Cho nên là khi trở về với ông bà, khi trở về với tổ tiên thì được phép có cái là ghi lại. Hôm nay là bác sĩ vừa đúng 80 tuổi, còn một tháng rưỡi nữa thì bác sĩ lên 81. Chúng tôi là đàn em và cùng với đứa và tập tiên phong thầm lặng đã được tập thể quý trọng và năm 2008 được bầu chọn là nhân vật chấn thương chính hình, một cái thành quả, một cái huy hiệu trên mạng, trên tất cả và trên những cái bàn báo của giáo sư tiến sĩ Lê Chí Dũng.